Với câu hỏi, thời điểm phun thuốc Phanac 350SC để đạt hiệu quả tốt nhất là A. Sau khi bướm rộ từ 5 đến 7 ngày, B. Sau cú lá tuổi 1, tuổi 2 xuất hiện, C. Cả hai đáp án đều đúng, D. Cả hai đáp án đều sai. Đáp án đúng của câu hỏi này là câu C. Cả hai đáp án đều đúng. Chúc mừng hai bà con đã may mắn trúng. Phần thưởng là một thẻ cào điện thoại trị giá 100.000 đồng. Bà con có nick Facebook và kèm theo số may mắn là Ngọc Ninh 75, Võ Trung 156. Chúc mừng hai bà con đã may mắn trúng thưởng. Để nhận giải, bà con vui lòng gửi tin nhắn trực tiếp vào fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bà con cũng lưu ý phải thực hiện đúng theo thể lệ mà chương trình đã công bố. Thưa bà con, bệnh đào ôn được xem là một loại bệnh nguy hiểm nhất trên cây lúa. Khi xuất hiện trên diện rộng thì bệnh đào ôn sẽ gây thiệt hại đến năng suất là rất lớn. Bệnh đào ôn có thể xuất hiện ở các giai đoạn như là từ mạ, đẻ nhánh cho đến làm đồng và đồng trổ. Vậy thì làm sao để giúp cho bà con mình nhận biết được đúng vết bệnh đào ôn để mình có được cái phương pháp phòng trị cũng như là phát hiện được bệnh đào ôn để mình chọn được một giải pháp quản lý hiệu quả nhất? Thì ngày hôm nay chương trình Phú Nông kết nối kỳ thứ 2 với chủ đề quản lý bệnh đào ôn trên lúa hè thu sẽ giúp cho bà con mình tháo gỡ những thắc mắc liên quan đến bệnh đào ôn để giúp cho vụ hè thu mình có được một cái năng suất tốt nhất. Và bây giờ thì mời bà con cùng theo dõi chương trình Phú Nông kết nối với chủ đề quản lý bệnh đào ôn vụ lúa hè thu. Bệnh đào ôn do nấm Pericularia oryzae gây ra. Nấm bệnh có thể tấn công trên lá, thân, cổ bông, cổ giá. Trên lá, ban đầu vết bệnh rất nhỏ, nhưng ở giữa vết bệnh, phần tế bào lá đã bị hoại tử và khô xám. Sau đó, vết bệnh lớn dần và có hình thoi. Đây là vết bệnh đặc trưng của đào ôn. Khi bệnh nặng, trên nhiều vết bệnh liên kết với nhau làm cho toàn lá bị cháy. Nguy hiểm nhất là khi nấm tấn công trên cổ bông và cổ giá, làm cho toàn bộ cổ bông hoặc là giá bị khô và gãy gục, làm giảm năng suất lúa. Kính thưa bà con, thì như bà con cũng đã biết thì bệnh đào ôn là một bệnh là do nấm gây ra. Nó gây hại từ trong giai đoạn cây mạ đến giai đoạn chỗ chính của cây lúa. Thì bệnh đào ôn nó xuất hiện trên rất là nhiều cái bộ phận của cây lúa như là đốt thân, trên lá, trên cổ lá, trên cổ bông, trên là nhánh giá và trên cuống hạt. Thì đặc biệt là bà con mình quan tâm nhất đó là cái bệnh đào ôn trên lá và đào ôn cổ bông. Theo nghiên cứu thì bệnh đào ôn thường phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết âm u, giờ nắng trong ngày ít, sáng sớm có sương mù hay trời có mưa, nhiệt độ thích hợp nhất trong khoảng từ 18 tới 26 độ C. Bên cạnh đó, các yếu tố như giống nhiễm, bóng nhiều phân đạm, sài dày, ruộng thiếu nước, nhiều cỏ dại cũng là điều kiện thuận lợi để nấm phát sinh, phát triển và gây bệnh nặng. Kính thưa bà con, để quản lý bệnh đào ôn một cách hiệu quả thì bà con cần phải áp dụng nhiều biện pháp canh tác đồng bộ trên đồng ruộng của chúng ta. Thứ nhất là bà con phải chọn cái giống mà cấp xác nhận trở lên kháng bệnh đào ôn. Cái thứ hai là chúng ta gieo xạ với mật độ là không quá dày. Cái thứ ba là chúng ta phải bón cân đối giữa cái phân đạm, lăn và kali. Cái thứ tư là bà con là quản lý cái cỏ dại trong cái đồng ruộng chúng ta, vì cỏ dại cũng là một trong những cái ký chủ mà để cho cái bệnh đào ôn nó gây hại trên cái đồng ruộng. Thứ năm là bà con cần phải thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm dịch hại. Thì đối với bệnh đào ôn lá thì bà con phát hiện cái vết bệnh chấm kim thì bà con tiến hành phun ngay. Thì đối với bệnh đào ôn cổ bông thì chúng ta nên phun phòng, vì bệnh đào ôn cổ bông thì bà con rất là khó quản lý nếu mà cái bệnh nó xuất hiện trên đồng ruộng. Vì vậy thì bà con cần phải phun phòng chia làm hai đợt. Thứ nhất là giai đoạn lúa vừa chỗ lẹt sẹt, cái thứ hai là trong giai đoạn lúa vừa chỗ đều bằng cái sản phẩm Chobilet 400SC của công ty Phú Nông. Kính thưa bà con, thì sản phẩm Chobilet 400SC là sản phẩm đặc trị đậu ôn thế hệ mới với sự kết hợp độc đáo giữa hai thành phần hoạt chất là Azoxit Chobin và Phenoxanin. Thuốc có tác động tiếp xúc thấm sâu và lưu giãn mạnh, giúp cho cái vết bệnh là khô nhanh ngay sau khi tiếp xúc với thuốc, tránh cái việc mà phát sinh bào tử từ những cái cây lúa bệnh sang những cây lúa mà chưa bệnh trong ruộng lúa của mình. Ngoài ra thì cái sản phẩm Chobilet 400SC của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông giúp cho cái lá lúa chúng ta nó xanh và dày hơn,
giúp cho cây lúa quang hợp được tốt hơn. Đây là một cái tiền đề mà quan trọng cho cây lúa có được năng suất sau này. Về cái liều lượng sử dụng sản phẩm Chobilis 400HC thì chúng ta nên tuân thủ là 500ml trên 1 hecta. Để quản lý bệnh đau ôm một cách hiệu quả thì bà con cần lưu ý khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì bà con nên tuân thủ cái phương pháp 4 đúng để mà chúng ta quản lý cho đợt đau ôm cho nó đạt được hiệu quả tốt nhất. Với sản phẩm Chobilis 400HC của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, chúc bà con quản lý bệnh đau ôm một cách thật hiệu quả. Chúc bà con trúng mùa được giá. Đi thăm đồng thì thấy có đậu ôm đốm dặn rồi xong vô mới xử lý là giai đoạn lúa trước chỗ nó sau phun rồi xong 2 ngày sau quay trở lại coi thì cái hiệu quả của nó là nó đạt cái yêu cầu là cái đốm nó chỉ khô dặn lại, nó không có lan thêm nữa, là cái thằng Chobilis này không còn lo âu gì hết. Giai đoạn tới bây giờ lúa đã chín gần nửa bông là không có phát bệnh gì nữa hết, lá đài vẫn đẹp. Cái Chobilis này xịt á là cái đầu mình xịt riêng một mình nên là Chobilis, không cần tới loại thuốc khác nào hết. Nó cái hiệu quả là rất cao mà chi phí mình rất thấp, là an tâm hơn, lợi nhuận cao hơn. Thì tôi xài Chobilis đó thì cái giai đoạn mà lúa nó từ 65 ngày để cho cái giai đoạn đó là nó mình xịt vô nó không có đậu ôm có bông, thứ hai nữa là đậu ôm lá cho nó chững để mà cái lá mình để bông lúa nó trổ lên, nó không có bị bệnh. Sau khi phun Chobilis thì tôi thấy là cái bông nó là không có bị đậu ôm nhiều, nó rất ngon, lá nó xanh tươi mướt, là trổ lên là sáng lúa lắm. Cái thằng Chobilis á là nó có cái lợi thế như thế này, có nghĩa là khi mình xịt mà lúa nó lẹt xẹt hoặc là chỗ đều đi, mình khỏi cần cộng đau ôm, nó cũng vẫn đạt kết quả ok. Khỏi cần cộng đau ôm, khi thường thường mình xịt mấy loại thuốc khác khỏi cộng đau ôm vô, nó mới không nghĩ có bông, còn như thằng Chobilis là này, khỏi cần cộng. Chobilis mình nó xịt tôi để ý cái là lá nó thẳng đứng, nó không kéo dài lá, nhưng mà cái độ màu thì nó ngà đẹp, cũng ưng ý cái loại thuốc đó. Mời bà con tham gia câu hỏi đố vui kỳ này với nội dung như sau. Để quản lý đào ôm lá, đào ôm cổ bông và lem lép hạt hiệu quả, bà con phun sản phẩm Chobilis 400HC vào thời điểm nào? A. Phun khi bệnh chớm xuất hiện. B. Phun khi lúa bắt đầu trổ và khi lúa trổ đều. C. Cả hai câu trên đều đúng. D. Cả hai câu trên đều sai. 4 thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng trên thẻ sẽ dành cho bà con có câu trả lời đúng và thực hiện đúng theo thể lệ của chương trình. Thể lệ như sau: bước 1, like và chia sẻ video ở chế độ công khai. Bước 2, bình luận đáp án mà bà con lựa chọn, cộng với tag tên 3 người bạn chơi, cộng thêm một số may mắn bà con tự chọn. Bà con nhớ thực hiện đúng nha. Kính chúc bà con mình gặp nhiều may mắn. Mời bà con cùng tham gia trả lời câu hỏi đố vui cùng với chương trình để nhận được những phần quà hấp dẫn nha. Bà con lưu ý là hãy trả lời đúng theo như hướng dẫn của thể lệ chương trình để tin nhắn được chấp nhận. Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình bà con có thể comment trực tiếp trên tin nhắn của chương trình này hoặc là gọi về đường dây nóng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, tổng đài miễn phí cước 1800 1163. Để theo dõi chương trình, bà con hãy đón xem vào khung giờ 18:30 thứ hai cách tuần trên trang Fanpage cũng như là kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong chương trình kỳ sau. Anh Lúa! Anh Lúa! Ông chủ ơi, cứu tôi! Mong thoát khỏi tay em! Đạo ôn hoài không có hết. Chobilis, sự phối trộn giữa hai hoạt chất lưu dẫn cực mạnh, duy trì đạo ôn tức thì, lại không cần pha trộn thuốc khác. Chobilis, hoạt chất tiên tiến, điều biến đạo ôn. Phú Nông mang đến sự khác biệt.